choáng với khối tài sản khổng lồ của ca sĩ chuyển giới Lâm Chi Khanh. Lâm Chi Khanh đã phải cố gắng dành dụm tiền đi hát trong nhiều năm trời để thực hiện giấc mơ được sống đúng với giới tính của mình. Hơn nữa, chi phí để duy trì việc đó còn tốn kém hơn nhiều. Dù gặp phải nhiều tai tiếng trong cuộc sống kèm với các phát ngôn gây sốc, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Lâm Chi Khanh là người nói được, làm được trong các ngôi sao showbiz Việt. Ít ai biết rằng phía sau Lâm Chi Khanh còn có một gia đình với nguồn tài chính vững chắc và hết mực yêu thương con từ trước cho đến sau khi chuyển giới. Chính vì thế, mặc dù tốn kém vào việc chuyển giới, nhưng Lâm Chi Khanh vẫn có một cuộc sống rất vương giả và giàu có. Sau khi phẫu thuật và lột xác thành một nàng công chúa, Lâm Chi Khanh trở thành cái tên nổi như cồn. Tỷ lệ thuận với độ hot thì cát xe của ca sĩ này cũng một bước lên đỉnh. Lâm Chi Khanh đã không phủ nhận tin cho rằng cô đòi thù lao lên đến 100 triệu đồng cho một show diễn trong nước, còn đi lưu diễn nước ngoài phải từ 7.000 đến 10.000 đô la Mỹ, nhưng con số dễ khiến nhiều người phải ghen tị. Năm 2014, người đẹp từng chia sẻ với báo giới rằng: "Không biết lương của các đồng nghiệp cụ thể thế nào, nhưng lương của tôi thuộc dạng cao, có thể là top của các sao ở quán bar, tầm 40 đến 50 triệu trên một đêm. Việc kiếm được mấy chục triệu trong vài tiếng đối với người đẹp này là hết sức dễ dàng."